Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam. Đây là lần thứ 3 trong vòng 5 năm kể từ khi niêm yết, Thế giới Di động đạt vị trí quán quân của giải thưởng này. Ở hai lần còn lại, công ty một lần đạt á quân và một lần nằm trong top 10. Như vậy, kể từ khi lên sàn, Thế giới Di động vẫn luôn nằm trong top đầu những công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam, một điều mà không phải công ty nào cũng có thể đạt được. Để trở thành công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam năm 2018, năm qua, Thế giới Di động đã đạt nhiều thành tựu to lớn, trong đó Doanh thu thuần đạt đến 86.516 tỷ đồng, lợi nhuận hơn 2.880 tỷ, tăng trưởng hơn 30% so với năm 2017. Tính đến cuối năm 2018, công ty đã có 2.187 siêu thị, trong đó chuỗi Thế giới di động.com có 1.032 siêu thị, chuỗi Điện máy xanh có 750 siêu thị và 405 siêu thị bách hóa xanh. Tương ứng, Thế giới di động nắm trong tay lần lượt 45% và 35% thị phần điện thoại di động và điện máy trên cả nước.